Vô, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Toy Corner. Hôm nay chúng ta lại trở lại với dòng minifigure non-Lego. Và hôm nay mình sẽ review một set non-Lego minifigure của tựa game Liên minh Huyền Thoại. Các bạn đã xem một phim arcade, một phim viết về game Liên minh Huyền Thoại đang được chiếu trên Netflix chưa? Và không chờ gì nữa thì chúng ta hãy cùng mở chính em minifigure của set Liên minh Huyền Thoại này ra nhé.
bài review về set minifigure gồm 9 mẫu đến từ game Liên Minh Huyền Thoại từ hãng Sin đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và sau đó subscribe channel Toy Corner nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.